Hi, Như Ý xin mến chào người anh em nha. Hôm nay mình về được một ít rosver hàng bãi xịn sò ha. Về mới soạn ra để mà đưa lên kênh giới thiệu cho người anh em được biết. Anh em nào kết con nào thì nhanh tay alo cho Ý ha. 0909043679. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu sơ qua ba con Atli. Ba con Atli XR1001. Hàng này là hàng bãi Mỹ xịn nha anh em. Hàng bãi Mỹ xịn. Hàng này hàng được sản xuất tại Mỹ. Quay cho anh em thấy nè. Đấy, con này thì nó hơi cũ. Cũ xấu thì mình bán giá rẻ hơn chút xíu. Con này nó cũ, nó tróc tem này. Thì mình bán giá 4 triệu ha. Đấy, con anh em chú ý ha. Con rất dây điện màu trắng này ha. Đấy, cũ. Quay chính xác luôn không? Cũ đấy, Q2-1 đó. Mình bán giá 4 triệu ha. Rồi, hai con hàng đẹp. Hai con hàng đẹp tương đối không, tay rồi chưa có sức còn đẹp. Đấy, hai con đẹp này thì mình bán giá 4.800.000 đồng con nha nè. 4.800.000 đấy, mà đề ngồi đây con này đổi được điện áp lên 220 nha. Nó có cái cầu đấu dây của bên sơ cấp máy áp, anh em nào yêu cầu thì mình làm, còn không yêu cầu thì mình cứ đỡ điện áp pin là 220 ha. Thì nó hơi xấu và mất rác, mình bán giá rẻ cho anh em về nghịch 4 triệu ha. Rồi tiếp theo nữa là hai con Ever S1 của Đức. Đấy, hai con này nó đẹp xuất sắc luôn nè, quay nét như là anh em thấy đẹp rồi không. Rồi thì lái xuống cho anh em xem ha. Ui da, nặng quá. Rồi lái hai con này xuống luôn. Con đỡ mặt trước, con đỡ mặt sau ha. Thì hai con này thì mình bán cũng rất là nhiều, không có giới thiệu chi tiết nữa ha. Thì EQ nói chung đầy đủ, nhưng mà con này là được sản xuất tại Đức ha. Điện áp thì 110 có, 220 có. Hai đường này là hai đường đầu vào này, hai đường live monitor này, hai đường hai này, anh em thấy chưa? Hai đường hai này, hai đường low này, và đặc biệt có ngõ mono sub out. Mono sub out này anh em ha, mono sub out đi độc lập không, không ảnh hưởng với hồ bình thế giới không. Đấy. Con này hai con thì con đẹp như trên này nè, đẹp tinh vi luôn ha. Con trên đẹp tinh vi, chưa có tình trạng là trầy xước hết, thì mình bán giá 8.500.000 ha. 8.500.000. Còn con này nó hơi xấu hơn tí. Nó hơi trầy này nè, mất một cái nút này nữa nè. Mình bán giá 8.000.000 ha. Đó, anh em đừng có đi mua hàng bãi, đừng có phân biệt tại sao cùng giống như nhau mà con 8.000.000 con 8.500.000 ha. Đấy. Thì mình nhập hàng về nó mất cho mình cũng không phải là gì hết, nên là mình cứ coi được cái khúc nào thì lượm ha. Hai con đơ đơ sản xuất tại Mỹ luôn anh em ha, chạy điện áp 220. Hai con đơ đơ 835. Hai con này đồng giá 1.500.000 ha. 1.500.000 hai con đơ, 1.500.000 con. Một con Reaper L Mỹ xịn M552. Con này nó hơi cũ tí xíu ha, cũ chóc sơn, trầy cái tay thôi. Con này mình bán giá 3.500.000 ha. 3.500.000. Rồi. Một con Derbit 223 hàng China nha anh em, hàng bãi China. China này. Ở hàng made in China, hàng bãi chính hãng China ha, 223. Con này mình bán giá 1.200.000 ha. 1.200.000. Rồi. Tiếp theo là con Derbit BE. Direct BE 2/6 ao. Con này nó hơi cũ chút xíu ha, cũ trầy lưng chút xíu. Con này là được sản xuất tại Trung Quốc ha anh em ha. Sản xuất tại Trung Quốc, điện áp 220. Đó, sản xuất tại Trung Quốc. Con này giá 4 triệu ha, hơi cũ thì bán giá rẻ cho anh em chơi luôn, 4 triệu. Đó. Cho nên là cơ số không quan trọng, quan trọng cái chất âm đó. Cho nên nhiều khi anh em cứ thắc mắc tại sao con cơ là đắt hơn con số, nên là mình phải hiểu hàng chất lượng hay không, chứ còn cơ với số thì cái nào không có cái hay của nó hết. Rồi tiếp theo nữa là một con có số ha, có số 4 in 8 ao, hàng của China anh hùng không, có phần mềm đầy đủ. Đó, phần mềm chỉnh máy tính đầy đủ không. Con này giá hôm nay em bán 4.500.000 luôn, nhanh thấy luôn ha, 4.500.000. Còn có số của China anh hùng không, 4 in 8 ao, 4.500.000, phần mềm đầy đủ nha. Còn ôm đây cũng vậy nè, ôm mắt Cleo 2 đây nè. Mắt Cleo 2 đây thì 2 input 6 output ha. Con này cũng phần mềm đầy đủ, anh em nào mua mình cung cấp đầy đủ. Chứ đừng ngại nha, mua là mình cung cấp, mà thậm chí không mua xin mình vẫn cho.
có nhiều người họ comment họ nhắn lung tung, nhưng mà thực sự anh em nào mà nằm trong cái lĩnh vực này thì chia sẻ hết, anh em là âm thanh không có giấu người gì hết. À, anh em không mua hàng mình xin phần mềm mình vẫn cho nha, chứ không phải là hạn chế gì đâu. Con này thì giá hôm nay còn còn bán rẻ luôn, 3,5 triệu ha. Ôm Cleo 3,5 triệu. Một con mặt tinh, một con mặt tinh đời X0.5, con mặt tinh London hàng xịn nha nè, mặt tinh London 2 input, 6 output, có phần mềm đầy đủ, kết nối cộng USB đây để kết nối với máy tính ha. Con này thì hàng của UK nha nè, hàng Yến Linh nè, Yến Linh nhưng mà được sang nhà máy là tại China. Thì 2 input đây, 6 output đây ha. Điện áp thì AutoVolt 124, anh em đi làm show thì không lo điện yếu ha. Con này thì giá hàng bán rất là cao, có đơn vị bán 28 triệu, 26 triệu, rẻ nhất là 24 triệu 800, là hàng mới đập hộp ha. Còn con này là hàng bãi thì mình bán giá 10 triệu anh em ha, chưa bằng một nửa giá hàng mới luôn. Giá 10 triệu là quá rẻ nha anh em, quá rẻ. Con cốt mặt tinh London của anh Quốc xịn sò. Đây mới là hàng hiếm nè anh em, con BDS FDS 318. Con này là hàng bãi xịn sò của anh Quốc ha. Nó có rất nhiều chế độ đánh, City Highway này, rồi City 3 Way, Low, Mid này, 2 này, City 4 Way này, Low này, Low Mid này, 2 Mid này, 2 này, anh em thấy chưa? Đó, và 6 ngõ re hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 ngõ re luôn anh em ơi, 8 ngõ re luôn ha, 8 ngõ re. Đấy, con này quá dữ luôn, con này con container cơ nhưng mà rất là dữ. Hàng về em chưa kịp vệ sinh, em xôi hàng cho anh em xem rồi sau này em sẽ vệ sinh ha. 1, 2, 3, 4, 4 input đầu vào ha, anh em thấy chưa? Ngõ re này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ngõ re. Và đây là cái chế độ mình chọn, chọn kiểu đánh, kiểu chơi ha. City 2 quay, 3 quay, 4 quay hay là mono. Đấy. Con này là điện áp bao nhiêu đây? 120, 254. Nó có cái nút gạt bên đây nè, có nút gạt này. Có nút gạt đây, người dùng họ cẩn thận họ, họ che lại ha. Có nút gạt bên đây ha. Con này được sản xuất tại Anh Quốc luôn ha. Sản xuất tại Anh Quốc. Rất đẹp, sản xuất tại Anh Quốc luôn. Yến Linh này nè, thấy chưa? Đây là sản xuất tại Anh Quốc luôn chứ không có quen nước thứ hai ha. Cái dòng BSS thì mình đồng da sắt nó sexy 7 màu không? Trần trần chùi chùi vậy. Nhưng mà rất là chất lượng. Còn mặt mũi thì rất là đẹp ha, mặt mũi rất là đẹp. Con này em bán giá 9,5 triệu nha anh em, 9,5 triệu. Còn mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ 0909 043679, hoặc gần cửa hàng thì ghé qua 136 đường Trần Phú, thị trấn Chiêu Trì, huyện Tây Phước, tỉnh Bình Định để được xem hàng và test hàng cụ thể. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại.